Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Way to Weird Horror. Nhân dịp một mùa Halloween lại trôi qua, hãy cùng Way to Weird Horror chúng mình khám phá bộ phim nằm trong hàng ngũ kinh dị kinh điển của Nhật Bản mang tên Noroi the Curse nhé. Let's go! Bộ phim xoay quanh một phóng viên chuyên điều tra các hiện tượng siêu nhiên để làm phim tài liệu. Trong suốt quá trình thực hiện bộ phim tài liệu với tên gọi The Curse của mình, anh phóng viên Masafumi Kobayashi đã biến mất một cách bí ẩn. Sau khi ngôi nhà của anh đã bị thiêu rụi, người vợ xấu số đã phải chịu cảnh chết cháy và được tìm thấy trong đống tro tàn của ngôi nhà. Bộ phim tài liệu với cái tên The Curse bắt đầu được phát, đưa đến cho người xem hầu hết những thước phim mà cameraman của Kobayashi đã quay được. Ngày 12 tháng 11 năm 2002, Kobayashi và người quay phim Miyajima đến thăm nhà của một người phụ nữ tên là Junko Ishii và con trai cô ấy sau sự kiện hàng xóm của cô này nghe được tiếng khóc của em bé trong nhà Ishii. Bộ đôi bắt đầu điều tra xung quanh nhà và tình cờ chạm trán với Junko Ishii. Tuy nhiên, cô ta lại từ chối trò chuyện và đóng sập cửa. Chỉ vài giây sau khi Kobayashi rời đi, máy quay đã ghi lại một cảnh bé trai bí ẩn đang nấp sau tấm màn cạnh cửa sổ. Sau khi phát hiện những tiếng động lạ trong băng video, họ đưa đến cho một nhà khoa học để phân tích và họ xác định rằng âm thanh đó thuộc về tiếng khóc của trẻ, mặc dù hàng xóm của Junko khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của một đứa trẻ sơ sinh trên Junko hoặc nhà của cô ấy. Sau đó vài ngày, Kobayashi trở lại và được hàng xóm báo tin rằng Junko đã chuyển nhà và những tiếng động đã dừng lại. Anh và cameraman Miyajima đi xung quanh căn nhà của Junko và phát hiện vô vàn xác chết của chim bồ câu nằm rải rác xung quanh ngôi nhà bỏ hoang. Chỉ 5 ngày sau khi gặp Kobayashi, người hàng xóm của Junko và con gái của cô ấy đã mất trong vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Sau đó, bộ phim chiếu về một chương trình tạp kỹ của Nhật Bản, nơi quy tụ 10 đứa trẻ để thể hiện sức mạnh tâm linh thông qua các thử thách. Quay nhiều vòng thi, chỉ có một bé gái tên Kanayano là thể hiện được năng lực nhìn xuyên thấu thực sự. Ở phần thi cam go cuối cùng, cô bé thậm chí còn triệu hồi được nước lẫn một sợi tóc và chai. Theo như kết quả xét nghiệm của các nhà nghiên cứu, nước là từ hồ và tóc là của trẻ sơ sinh. Khi Kobayashi đến thăm gia đình Yano, cha mẹ của Kana nói rằng cô bé có lẽ đã kiệt sức sau chương trình truyền hình đến độ ngủ mê mệt suốt. Tiếp theo đó, tựa phim giới thiệu một nhóm chuyên khám phá những sự kiện siêu nhiên với tên gọi Ungirls. Đồng hành cùng họ là một cô gái được cho là có giác quan thứ 6 với tên Marika Matsumoto. Trong khi khám phá ngôi miếu cổ, cô luôn có những biểu hiện kỳ lạ và ở phần cuối đoạn phim, cô lăn ra đất, dãy giụa và thét lên trong đau đớn. Trong cơn hoảng loạn, cô nói rằng có một giọng đàn ông phát ra từ đâu đó quanh họ. Cảnh phim tiếp theo là một chương trình talk show mang tên A Night of True Horror Stories, có Marika làm khách mời. Sau khi cô chia sẻ về những thứ kỳ lạ ở ngôi miếu cổ, thì ban tổ chức giới thiệu thêm sự xuất hiện của Mitsuo Hori, một người có khả năng cảm nhận được những thứ siêu nhiên. Anh ta bất chợt phát điên lao vào muốn giết Marika, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Cẩn thận với những con chim bồ câu." Sau cuộc hỗn loạn hôm đó, Kobayashi đã đến thăm vị đạo diễn thực hiện chương trình đó và xem được bản gốc chứ không phải bản mà ông gửi cho Marika. Trong đoạn phim chưa chỉnh sửa đó, hiện lên cảnh một sinh vật hình người lọt vào trong ống kính. Marika cũng thú nhận với ông rằng cô đã vô thức vẽ nhiều hình thù kỳ lạ trong cuốn nốt sau chuyến đi thám hiểm ngôi đền ấy. Quay trở lại với cô bé có siêu năng lực Kanayaho, ba mẹ cô bé thấy cô bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ lạ. Một trong số đó là tự nói chuyện một mình trong phòng. Khi được hỏi, cô chỉ trả lời với Kobayashi rằng đã quá trễ. Trong bữa ăn, bất ngờ chén dĩa trên bàn bị một bàn tay vô hình hất xuống đất. Cùng lúc đó, cô bé thét lên, ôm chặt lấy đầu của mình. Quá lo lắng cho con gái, ba mẹ cô đành phải đuổi khách để tập trung cho con mình. Đoạn video kết thúc với hình ảnh đầu chiếc muỗng xoay tròn, cuối cùng chỉ về phía cánh cửa nhà Kanayaho. Vài ngày sau, Kana mất tích, cha mẹ cô bé nghi ngờ Mitsuo Hori, một nhà tâm linh lập dị luôn mặc một bộ đồ và đội nón bằng giấy bạc. Họ bảo rằng Hori từng liên tục tiếp cận đến nhà Kana trước khi cô bé bị mất không rõ nguyên do. Manh mối duy nhất là tờ giấy viết chữ cứu, được cho là nét chữ của Kana, được giấu dưới gối. Kobayashi tìm đến nhà người này, thì ông ta liên tục nói về những con sâu quỷ với một sự sợ hãi. Sau đó, Hori đã vẽ một bản đồ sơ lược về một khu chung cư màu xanh lam, ám chỉ rằng đó là nơi Kana ở, và thứ gọi là Kagutaba. Cùng lúc đó, máy quay ghi hình liên tục gặp trục trặc và xuất hiện những hình ảnh khuôn mặt vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Lần theo dấu vết bản đồ được đưa cho, Kobayashi gặp rất nhiều bế tắc. Tuy nhiên, đứng lúc đó thì ông nhận được điện thoại của Marika và biết được rằng cô đang gặp một sự cố vô cùng kỳ lạ. Marika bắt đầu mộng du, vẽ ra những hình ảnh lặp đi lặp lại kỳ quái. Kobayashi đã lắp thiết bị theo dõi và ghi lại được cảnh mộng du và phát hiện ra cô đã làm một chiếc thòng lọng từ dây điện. Sau đó, Kobayashi tiếp tục nghe thấy những tiếng động lớn trong đoạn băng ghi hình. Sau khi điều tra hàng xóm xung quanh, âm thanh đó phát ra từ tầng bên cạnh. Nhưng Midori, hàng xóm của Marika, phủ nhận không nghe thấy gì.
Tất cả mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Kobayashi đã lần theo bản đồ được vẽ bởi Hori và phát hiện được một chung cư ở thành phố Tokyo có cấu trúc tương tự như vậy. Khi điều tra, được biết căn hộ được cho là nơi giam giữ cô bé Kana thuộc về một người đàn ông bí ẩn tên Osawa. Chim bồ câu cũng thường xuyên đậu trước ban công nhà hắn ta. Tuy nhiên, máy quay chỉ quay được mặt Osawa trong vài giây ngắn ngủi trước khi hắn ta biến mất. Dựa theo đoạn băng ghi hình tối hôm mộng du của Marika, đã có ai đó phát ra tiếng Kagutaba. Marika thừa nhận giọng nói đó giống như giọng nói cô đã nghe thấy ở đền thờ. Và sự thật, trong các đoạn băng ghi hình, bên cạnh Marika và hai diễn viên hài là một hình thể người bán trong suốt kỳ quái. Đi sâu vào tìm hiểu, ông phát hiện những sự kiện kỳ lạ này đều có một điểm chung xuyên suốt, Kagutaba. Sau khi tìm hiểu về từ này khắp nơi và gặp gỡ một nhà sử học, cuối cùng đã có lời giải thích rằng Kagutaba là một con quỷ, một thuật ngữ mà dân làng sử dụng để mô tả một thực thể mà họ không hiểu bản chất. Kagutaba được triệu tập bởi một cộng đồng phù thủy ở một ngôi làng tên là Shimokage để mang lại thảm họa cho kẻ thù của làng. Hoạt động như một loại sát thủ tâm linh nhưng lại chống lại dân làng. Sau đó, ngôi làng trừng phạt con quỷ bằng cách nhốt nó dưới lòng đất và hàng năm thực hiện một nghi lễ để xoa dịu Kagutaba, nếu không nó có thể trốn thoát. Để tìm hiểu rõ về Kagutaba, Kobayashi lại đến thăm một nhà lưu trữ văn hóa, Tanimura, người đã cho Kobayashi xem đoạn phim quay về nghi lễ thực hiện cuối cùng của Shimokage trước khi ngôi làng bị phá hủy. Khi nghi lễ được thể hiện, Kagutaba được miêu tả là một con quỷ đỏ với khuôn mặt ác mộng bị biến dạng, được thấy xuyên suốt bộ phim. Tuy nhiên, nghi lễ đã gặp trục trặc khi con gái của vị linh mục, người mặc trang phục của quỷ, ngã xuống đất và la hét, giống như Mariko đã làm trước đó trong phim, bị Kagutaba chiếm hữu. Mặc dù nghi lễ đã được thực hiện một cách chính xác, vẫn không có lời giải thích nào thích đáng cho việc Kagutaba đã thoát khỏi sự chấn niệm như thế nào. Tanimura nói với Kobayashi rằng dân làng Shimokage đều đã chuyển đến khu Mikaishi và hướng dẫn anh đến đó. Anh ta cũng tiết lộ người phụ nữ bị quỷ nhập trong nghi lễ là Junko Ishii. Kobayashi lần theo manh mối mà điều tra quá khứ của Junko, song nỗ lực của anh ấy trong việc lấy thông tin từ những người dân làng đã di rời đều đi vào ngõ cụt vì người dân từ chối nói chuyện với anh ấy sau khi anh ấy nhắc đến Junko. Một người dân trong làng đã nói chuyện với anh ta, tiết lộ rằng Junko đã làm việc tại một phòng khám thực hiện các dịch vụ. Người ta cũng lưu ý rằng mỗi nhà trong khu phố này đều có một con chó cưng và một chiếc liềm gần mỗi cửa. Điều mà Tanimura đề cập là một cách truyền thống, mê tín để xua đuổi tà ma. Sau đó vài ngày, Marika thông báo tin dữ với Kobayashi rằng hàng xóm của cô, Midori, đã mất, treo cổ tự tử trong sân chơi cùng với 6 người lạ khác bằng chính chiếc thòng lọng mà cô đã rèn. Một trong số những người thiệt mạng là Osawa. Kobayashi tiếp tục điều tra thì được biết trong một khoảng thời gian trong quá khứ, Junko đã sống bên cạnh nhà Osawa, có khả năng đã giới thiệu giáo phái quỷ cho anh ta. Trong một bản tin, cha của Kana bị bắt vì đầm vợ. Điều kỳ lạ là anh ta đã tự thú trước cảnh sát và dường như không biết tại sao mình lại làm vậy. Marika bắt đầu có dấu hiệu bị quỷ ám khi sống tại nhà Kobayashi và một số con chim bồ câu tự sát bên ngoài ngôi nhà. Kobayashi quyết định đến thăm Hori một lần nữa để cho anh ấy xem đoạn phim về Junko, nhưng anh ấy đã phát hoảng khi cô ấy xuất hiện trong video. Marika yêu cầu Kobayashi đưa cô đến con đập để họ có thể thực hiện nghi lễ xoa dịu Kagutaba. Hori cũng được thuyết phục để đến đó. Xong, trên đường đến ngôi làng trước đây của Junko, họ nhận thấy nơi này bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả con chó dường như biến mất. Sau khi tới con đập, Kobayashi và Marika lên thuyền ra giữa hồ để thực hiện nghi lễ. Nó dường như đã thành công, vì sau một cơn ngất xỉu ngắn ngủi, Marika dường như hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Kagutaba. Tuy nhiên, Hori lại bắt đầu hoảng sợ, cho rằng Kana đang ở trên sơn núi và chạy đi tìm cô bé, bị Kobayashi truy đuổi. Miyajima và Marika quay về trong xe, song cô nàng lại có dấu hiệu bị quỷ ám lần nữa. Trong rừng, Kobayashi và Hori phát hiện ra những con chó trong làng đã bị cắt xẻo theo nghi thức. Và một vòng tròn triệu hồi đã được hình thành xung quanh ngôi đền Shimokage cũ bằng cách sử dụng dây và các bộ phận cơ thể chỉ bổ câu. Sau đó, đoạn phim của Kobayashi bị cắt và chuyển sang chế độ nhìn ban đêm để lộ một Kana ma quái được bao phủ bởi những chưa chết và mặc áo choàng nghỉ lễ. Nhưng hình ảnh biến mất khi Kobayashi đưa máy ảnh của mình trở lại bình thường. Marika đã trở lại bình thường sau cơn quỷ nhập, nhưng cô và Hori choáng váng được đưa đến bệnh viện địa phương ngay sau đó. Còn Kobayashi và Miyajima thì tiếp tục đột nhập vào nhà Junko để đối đầu với cô ấy. Tìm thấy trong đó rất nhiều rác, nhiều động vật chết khác nhau và ngôi đền thờ Kagutaba hoàn chỉnh với bộ sưu tập mặt nạ từ trục trặc máy ảnh trước đó. Junko đã... Họ tìm thấy xác của Kana cùng với đứa con trai giấu tên của Junko. Kobayashi thông cảm nhận cậu bé làm con nuôi, tin rằng cậu thậm chí có thể không phải là con của Junko vì không có hồ sơ chính thức nào về sự tồn tại của cậu. Marika hồi phục sau mọi chuyện và quay trở lại sự nghiệp diễn xuất của mình. Kobayashi gặp lại Tanimura, người tìm thấy một cuộn giấy trong bộ sưu tập của ông nội mình, trong đó mô tả cách Kagutaba ban đầu được triệu hồi.
liên quan đến việc hiến tế động vật, bao gồm cả những con khỉ con mà người đồng cốt đã ăn thịt để triệu hồi con quỷ. Kobayashi phỏng đoán rằng Junko đã cố gắng tái tạo nghi lễ, bắt cóc Kana và ép cô ấy ăn những bào thai đã trộm được từ bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau bộ phim Noroi The Curse lên sóng, Kobayashi biến mất và ngôi nhà của anh ấy bị cháy rụi. Hori trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng được tìm thấy 3 ngày sau vụ hỏa hoạn, bị xé nát một cách tàn nhẫn và bị đẩy vào trục thông gió. Một tháng sau, Miyajima nhận được một chiếc máy quay video từ Kobayashi tiết lộ những gì đã xảy ra vào đêm anh biến mất. Hóa ra Hori được linh hồn cô bé Kana báo tin rằng Kagutaba vẫn còn sống và đang ngự trị trong cơ thể con trai Junko. Hori cố gắng dùng đá tiêu diệt cậu bé nhưng bất thành. Chỉ vài giây sau khi máy quay của Kobayashi thoáng qua, khuôn mặt của cậu bé đã bị biến thành khuôn mặt của Kagutaba, ngụ ý rằng cậu bé đang đóng vai trò là vật chủ cho con quỷ, hoặc chính là con quỷ. Bóng ma của Kana xuất hiện ở một góc. Cuối phim, vợ của Kobayashi tự tẩm xăng thiêu đốt chính mình cũng như ngôi nhà, còn Hori dắt tay cậu bé kia đi mất. Một cái kết thúc không thể nào buồn hơn. Chủ quan mà nói, Noroi có thể trên cơ hai hậu bối kinh dị hot on hot gần đây của châu Á là The Medium và Incantation so về độ chân thực và kinh dị. Với thời lượng 1 giờ 55 phút, bộ phim Noroi được làm theo dạng found footage với chất lượng tuy không cao, song vẫn đem lại cảm giác sợ hãi, nặng nề, chân thương cả hình và tiếng. Đó cũng là toàn bộ video của chúng mình. Mọi người nghĩ sao về bộ phim này? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh Way Too Weird Horror nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.